Alo alo, nếu mọi người nào muốn nạp phí pha tiếp hoặc là thật nhiều kim cương, còn chần chờ gì nữa không đến shop tkt.com thì với 19-20k mọi người có thể nhận được thật nhiều kim cương và vô vàng nạp phí pha tiếp. Còn không nhanh tay đến với shop tkt.com để thử bằng máy đi nào. Để làm cờ liên tinh cho mọi người được càng hấp dẫn rất chỉnh chu, mang lại giải trí và niềm vui. Sau những ngày học tập mình mãi, chủ đề chỉ là mang lại một ít chỉ cần nụ cười ở trên môi. Tên của chị Bùi Thị Thanh Tuyền, sinh năm 2003 và hiện tại trong quân đồng cao, xem chị như là người một nhà. Chị sống hiện tại là Hồ Chí Minh, cũng đang lập nghiệp tại nơi đây. YouTuber là người chị chọn, đặt tâm huyết vào từng hơi say. Với những khó khăn chị đã từng gặp, mạnh mẽ đứng dậy mà bước lên. Áp lực hiện tại là tự do trong công việc của chị rất trong trên. Chị làm tại gia mình nào cũng quân đồng cao, chị phải sống xa nhà. Người mà chị nhớ nhất hiện tại đó là người mẹ hiền hòa. Chị vừa làm TikToker và làm YouTuber, YouTube 1 triệu follow, YouTube 200.000 subscriber. Ước mơ của chị là streamer chứ không phải là YouTuber, nhưng ngày YouTube đã chọn chị coi như đó là duyên cơ. Chị còn anh Sena mang lại tiếng cười cho mọi người, những chủ đề và nội dung khiến cho mọi người phải vui cười. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị làm việc không mệt mỏi, chỉ cần gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Chị là cô gái mạnh mẽ đối mặt khó khăn, hiện tại chinh phục nước vàng là một tinh thần để thực hiện trong tương lai. Chúc cho chị thật nhiều sức khỏe và thành công trên con đường này. Người con hiếu thảo giúp đỡ gia đình đó là chuyện từ